Quý vị và các bạn thân mến, tàn mà không phế, phương châm tuy ngắn gọn nhưng hết sức ý nghĩa đã thúc đẩy rất nhiều người khuyết tật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tự tin hơn. Dù trong khiếm khuyết, nhưng họ vẫn thể hiện hết sức lực của mình, khẳng định khả năng của bản thân, vươn lên hòa nhập vào cộng đồng, vào dòng chảy của cuộc sống. Và không biết trong số họ còn làm được nhiều hơn thế, đó chính là tham gia vào các công việc tự nguyện làm đẹp cho đời như câu lạc bộ Hòa Nhập Xanh mà Chuyện Trong Phố kỳ này muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn. Đây là bãi đất trống tại cảng cá Thọ Quang, chân cầu Thuận Phước vào thời điểm trước khi có một sự thay đổi diễn ra trong vài giờ nữa. Rác thải gồm chai lọ, hộp xốp, ngư lưới cụ, ni lông ngập khắp lối đi và phủ đầy trên một diện tích hai bên đường từ chân cầu Thuận Phước đến chân cầu Mân Quang. Và cũng tại đây, vào những ngày cuối tuần trong tháng, những màu áo xanh của câu lạc bộ Hòa Nhập Xanh cùng các tình nguyện viên đã tập hợp nhau lại cùng thực hiện một công việc hết sức ý nghĩa. Câu lạc bộ thành lập từ ngày 5 tháng 5 năm 2019. Có những hoạt động là ra đi làm vệ sinh các khu vực như bãi biển Măng Thái, bãi biển Thọ Quang, bãi biển Nguyễn Tất Thành và ao thuyền Thọ Quang, ao thuyền Châu Huy Măng. Dù có tấm lòng vì môi trường và cộng đồng đến đâu, nhưng sức người nhỏ bé làm sao cải hóa được ý thức kém của một bộ phận không nhỏ những người cứ ăn đâu, chơi đâu là xả rác đến đó. Huống hồ là những người kém may mắn khi không có được một sức khỏe, thể chất tốt. Thế nhưng, chị Trinh và những người bạn của mình luôn tâm niệm, làm được đến đâu hay đến đó, giúp được việc gì, tốt việc đó. Không thể vì hạn chế của bản thân mà trở nên vô dụng. Ngày môi trường hồi năm 2019 đó, rồi cái đi quanh cái cảm thấy môi trường mình bên đây rác thải đồ nhiều, nóng lên bảo vệ nhưng sẽ ô nhiễm cái bầu không khí cho thế hệ mình và mai sau nữa. Cho nên nghiên cứu mình nghĩ trong thời gian mình không làm được cái gì hết á, thì mình có thể bỏ ra một chút bữa sáng cuối tuần ngày chủ nhật vài ba tiếng đó cho anh chị em tập hợp lại mình đi làm một cái gì đó. Ví dụ như cho đỡ bớt mình đi lượm vài cái rác hay bãi biển hồ nó, cho nó đỡ bớt cái sự ô nhiễm hiện nay đó. Nhiệt tâm của những người không lành lặn đã làm cảm động và thúc đẩy rất nhiều bạn trẻ, tình nguyện viên tại thành phố Đà Nẵng và ở các tỉnh, người nước ngoài cũng bớt chút thời gian vào những ngày nghỉ để cầm cuội bới nhặt từng vật phế thải, trả lại nét xanh sạch đẹp cho cảnh quan môi trường. Em tham gia hoạt động này được 1 năm rồi. Do lúc đầu là đây là khu gần nơi em sống này, nên là em rủ mấy bạn cùng tham gia thì tình cờ gặp nhóm Hòa Nhập Xanh, nhóm dành cho những bạn khuyết tật, nên là em gia chung luôn cho vui. Thưa quý vị và các bạn, bằng sự quyết tâm và đồng lòng, sau gần 1 tiếng đồng hồ, các anh chị tại câu lạc bộ Hòa Nhập Xanh đã biến một khu đất tồn đọng nhiều rác thải, tiềm ẩn nguy cơ truyền bệnh, trở thành một không gian sạch sẽ và là nơi nghỉ chân của người đi đường. Đây vẫn là những công việc thường xuyên mà câu lạc bộ Hòa Nhập Xanh thực hiện hàng ngày mà không mưu cầu bất cứ lợi ích hay sự đáp lại nào. Không chỉ là những chương trình kế hoạch chuyên biệt dành cho người khuyết tật, giúp đỡ hỗ trợ trong đào tạo nghề, kết nối giới thiệu việc làm, câu lạc bộ Hòa Nhập Xanh còn quan tâm đến vấn đề tinh thần, thúc đẩy sự đóng góp tích cực và ý nghĩa của người khuyết tật trong các vấn đề của cuộc sống, xã hội và cộng đồng. Công việc thiện nguyện này là nó thật là đơn giản mà rất là khó. Vì nhất cái câu cho chương trình thiện nguyện đây là chúng ta phải thật sự hết nhiệt huyết. Nhưng mà với người bình thường lẫn khác, còn người khuyết tật thì thật sự ra mà đối với bản thân tôi thì nhiều chương trình cần người khuyết tật rồi. Họ có một cái thật là ngại, tính chất là ngại với cái là ít va chạm với thực tế, nhưng mà với công việc thiện nguyện mà lượng rác chống rác thải nhựa ở đây á, là thực sự rất là khó khăn với vật chất, về tinh thần. Thứ nhất là va chạm những cái nơi mà khó khăn, những nơi mà có thể là người thường không tới được, nhưng người khuyết tật sẵn sàng tới, vì tôi muốn là đem tới những cái gì đó để cho các bạn quên đi cái những nhiệt huyết của mình mà va chạm với cộng đồng. Thuận lợi thì nói chung anh nhờ một chút là khi mà
Thì khi mà má em bắt đầu khởi nghiệp ra làm thì cũng lúc đó thì cũng rất là đông, có cũng 50% là chị em khuyết tật, và cũng 50% là nhờ mấy anh và mấy anh thanh niên tình nguyện cũng hỗ trợ cho nhóm làm việc. Em đó là có nhờ đại sứ nhiều khâu chống lại rất nhiều người nhỏ người Hà Nội đó, và biết được và hỗ trợ cho những cái bao, những cái áo đồng phục này và những dụng cụ gấp rót để bảo vệ cho mọi người. Còn những khó khăn là nhiều lúc như có nhớt như thế này thì những anh em khuyết tật thì cũng rất là khó xuống làm việc. Hôm nay cũng nhờ mấy anh thanh niên hỗ trợ xuống cào dồn lại và kéo lên thì mọi người cũng thể phụ lên. Và cái khó khăn thứ hai nữa là khi mà tập cái rót đấy một nơi thì nhờ bên môi trường họ dọn đi, chứ như thế tuần vừa rồi làm mà nhờ trường vẫn còn gì đó kìa. Nên là mong có thể là bên môi trường có thể là khi mà mọi người đã tập cái rót hết lại một người thì mong bên môi trường có thể xử lý cái đó để về nơi tập cái rót để cho nó được sạch sẽ hơn. Miệt mài, chăm chú, nhiệt tình thu nhặt trên những bãi đất trống đầy rác thải vào những ngày cuối tuần, thẩm sâu trong từng thành viên câu lạc bộ Hòa Nhập Xanh vẫn là sự mong muốn, ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường của mọi người ngày càng tiến bộ. Hơn hết là sự đồng hành, giúp đỡ, phối hợp từ cộng đồng, các mạnh thường quân, để người khuyết tật có thể mạnh dạn triển khai nhiều ý tưởng hay, nhiều việc làm tốt, có thêm nhiều đóng góp tích cực, góp phần vào sự tốt đẹp của xã hội. Tôi muốn nhiều các mạnh quân hoặc nhiều các bạn thiện nguyện tham gia, sinh viên đồ các bạn. Chúng ta dành đôi phút một buổi sáng, chủ nhật cuối tuần là khoảng nửa tiếng hoặc tiếng, chúng ta chung tay góp sức thì thành phố sẽ đẹp thôi ạ. Thì nói chung câu lạc bộ cũng còn nhỏ, cũng còn thiếu nhiều thứ. Nói chung cũng có ra ý nghĩa là muốn được có một cái phần quỹ hay phần cái gì đó cũng chia sẻ yêu thương như các em nhỏ hơn mình, cái tật nhỏ hơn mình, hoặc mình nói một cái bữa từ thiện gì đó phát bệnh viện ở này kia đó. Nhưng mà đó là kế hoạch của câu lạc bộ đưa lên, nhưng mà rất tiếc là chưa có thể thực hiện được. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện của chị Trinh, anh Nam, bạn Tinh và những người bạn đồng hành trong câu lạc bộ Hòa Nhập Xanh cùng công việc thường nhật tại nơi làm việc của họ đã khép lại chương trình Chuyện Trong Phố kỳ này. Chúc cho các anh chị có thêm thật nhiều sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống. Và những hình ảnh đẹp, những cử chỉ tận tâm đầy yêu thương sẽ luôn được tiếp tục để góp phần cho cuộc sống ngày một tốt đẹp hơn trên hành trình sống để yêu thương. Và đến đây, Chuyện Trong Phố kỳ này xin phép được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kỳ sau vào lúc 11 giờ thứ Bảy tuần thứ Ba hàng tháng trên kênh Đà Nẵng TV1.